Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh. Người dân phấn khởi và kỳ vọng khi đường vành đai 4 được khởi công xây dựng. Nâng cao ý thức người dân về phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại 6 điểm cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh đồng loạt diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, không được đội vốn bất hợp lý và phải quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đó là các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ khởi công ở điểm cầu huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Mặc dù sáng nay trời mưa to nhưng tại các điểm cầu đều hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi với sự kiện siêu dự án có quy mô lên tới gần 86.000 tỷ đồng được khởi công chỉ sau gần 2 năm bắt tay vào triển khai. Dự án có tổng chiều dài 112,8 km, bao gồm 7 dự án thành phần đi qua 3 tỉnh thành phố là Hà Nội 58,2 km, Hưng Yên 19,3 km và Bắc Ninh 25,6 km. Nhu cầu sử dụng đất là trên 1.300 ha. Mặt cắt ngang 120 m, bao gồm đường cao tốc 6 làn xe chạy cả trên cao và dưới thấp, tốc độ thiết kế 100 km/h. Đường song hành hai bên 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, cùng phần dự trữ đường sắt trên cao. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2026 cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km qua 4 huyện là Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn Lâm. Điểm đầu từ cầu Mễ Sở tại huyện Văn Giang và điểm cuối tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Tỉnh Hưng Yên được giao thực hiện 2 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư 5.245 tỷ đồng. Đến nay cả 3 địa phương đều thực hiện vượt tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án. Trong đó tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng đạt trên 75% diện tích cần thu hồi. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển cơ sở hạ tầng là một trong 3 khâu đột phá chiến lược luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Việc thực hiện dự án đường vành đai 4 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc. Đồng thời, dự án còn nhằm giải tỏa áp lực giao thông cho thủ đô, tạo liên kết giữa các địa phương và nhất là kiến tạo không gian phát triển mới cho các tỉnh và thành phố trong vùng thủ đô. Việc triển khai dự án cũng đem lại nhiều kinh nghiệm, bài học quý báu về việc tách giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần riêng, việc phân cấp, phân quyền cụ thể từ trung ương cho tới cấp xã. Cơ chế giải phóng mặt bằng ở đây thì các đồng chí bí thư tỉnh ủy, các đồng chí bí thư thành ủy là trưởng ban chỉ đạo. Bởi vì các đồng chí là trưởng ban chỉ đạo thì mới huy động được cả cái sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị của nhân dân. Cái hệ thống chính trị của chúng ta, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đấy, mà vận dụng trong cái việc giải phóng mặt bằng này là tôi thấy rất là phù hợp. Các tỉnh vừa qua giải phóng mặt bằng nhanh thì các đồng chí bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy là đều là trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng cả. Và triển khai cho đến tháng 6 năm nay là một năm mà giải phóng mặt bằng khối lượng lớn như thế mà các đồng chí đã làm hơn 80%. Thay mặt chính phủ chúng tôi nhiệt liệt biểu dương cái sự nỗ lực cố gắng này của các thành phố và các cái tỉnh trong cái quá trình chuẩn bị đầu tư để có được cái ngày khởi công hôm nay. Cho rằng việc khởi công dự án mới chỉ là thắng lợi bước đầu, khối lượng công việc tiếp theo còn rất lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, địa phương liên quan phải vượt nắng thắng mưa để thực hiện dự án. Để các ông chỉ rà soát lại các cái công việc để mà bố trí cái thời gian, rồi nguồn lực, rồi sự chỉ đạo lãnh đạo để chúng ta tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ theo đúng cái yêu cầu, mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Chuẩn bị một cái khối lượng lớn vật liệu xây dựng. Đây là một cái khâu mà hay bị ách tắc.
mà phải giải quyết ngay tại hiện trường và tránh cái tham nhũng tiêu cực trong cái việc mà khai thác cái nguyên vật liệu thông thường này, đất đá cát sỏi, bám sát để mà thực hiện các cái công việc còn lại, vừa là đảm bảo cái tiến độ nhưng mà phải đảm bảo cái chất lượng, rồi kỹ mỹ thuật, rồi liên quan đến môi trường. Phần giải phóng mặt bằng còn lại thì nó không nhiều so với tổng cái số mà chúng ta đã làm, nhưng mà thường những cái còn lại ít nhưng mà lại khó hơn những cái mà chúng ta làm nhiều. Thế là cái này là phải quyết tâm hơn, và đặc biệt là các ông chí kiểm tra xem là những cái nơi ở mới của người dân thực sự là bằng hoặc tốt hơn cái nơi ở cũ chưa, chứ không phải khi người dân di rời xong cái thì là coi như xong việc. Cái ấm no hạnh phúc của người dân mới là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Thi công với khối lượng rất lớn trong khoảng thời gian không dài và chịu tác động của các cái điều kiện khí hậu thời tiết, chúng ta phải vượt nắng thắng mưa, thực hiện 3K 4K, làm hết việc chứ không phải là làm hết giờ. Tinh thần là phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, phải trọng tâm trọng điểm, phải làm việc nào dứt việc đấy, tăng cường cái giám sát kiểm tra, rồi tăng cường cái chống tiêu cực tham nhũng trong cái quá trình tổ chức thi công, và đặc biệt là quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của người dân đã nhường các cái chỗ ở, nơi canh tác, nơi làm việc của mình để cho dự án được thực hiện. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương tại 6 điểm cầu đã thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Trong sáng nay, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài 27 km qua địa phận tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang với tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng cũng được nhấn nút khởi công. Sáng nay, buổi lễ khởi công đường vành đai 4 đã được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng số của đài. Được xem buổi lễ qua truyền hình trực tiếp, nhiều người dân rất vui mừng, phấn khởi và tự hào vì đã có đóng góp quan trọng vào công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tại một số địa phương nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Những ngày qua, gia đình ông Huy ở thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang rất hào hứng chờ đợi ngày diễn ra lễ khởi công dự án đường vành đai 4. Và sáng nay, mặc dù còn gần 1 giờ nữa mới đến chương trình truyền hình trực tiếp về lễ khởi công, nhưng ông cùng một số hộ dân trong thôn đã tụ về để đón xem thời khắc diễn ra của buổi lễ trên sóng truyền hình. Để dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được khởi công đúng tiến độ, gia đình ông Huy cùng nhiều hộ dân trong thôn đã đồng thuận rất cao trong việc thực hiện chủ trương của nhà nước về thu hồi đất thực hiện dự án. Gia đình nhà tôi thì tổng diện tích đường vành đai 4 ấy vào là 150m². Đến giờ phút này gia đình nhà tôi đã nhận đầy đủ số tiền, cũng rất là mong việc triển khai đường vành đai 4. Cái thứ nhất là đảm bảo về vấn đề tiến độ, cái thứ hai là đảm bảo về vấn đề chất lượng. Gia đình tôi được 243m², hiện nay đã nhận tiền, hôm nay thì công trình được khởi công. Thì như vậy là bản thân tôi và nhìn chung như vậy là nhân dân rất là phấn khởi để làm sao như vậy là con đường hoàn thành đi vào thông tuyến sớm. Nhận thấy ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, gia đình bà Nguyễn Thị Thám ở thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu rất vui mừng, phấn khởi và đồng thuận rất cao. Ngay từ ngày đầu được biết thông tin dự án sẽ đi qua địa bàn xã, để dự án được khởi công đúng tiến độ đề ra, gia đình đã bàn giao gần 480m² đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Những cái ngày mà trưởng thôn rồi phó thôn cho chúng tôi biết được tinh thần là mình phải thu hồi đất đấy để làm cái công trình quốc gia đấy, thì tất cả những gia đình nhà tôi ở trên đấy là có 4 gia đình thì đều là hoàn toàn nhất trí và rất phấn khởi. Cái tâm tư của tôi giờ đã rất hồi hộp, cảm thấy phấn khởi bởi vì là nhà nước mình thì bây giờ càng ngày càng tiến tới để làm những cái con đường để đi lại thuận tiện cho các tỉnh này đến tỉnh khác. Không chỉ các hộ dân, ngay trong thời điểm diễn ra lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, các ủy, chính quyền, nơi dự án đi qua và các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên rất vui mừng, phấn khởi khi dự án chính thức được khởi công. Trong một năm qua, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực tập trung tài chính và mọi nguồn lực đáp ứng tiến độ đề ra, nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Về dự lễ khởi công đường vành đai 4 thủ đô Hà Nội đi qua địa phận của Hưng Yên, công trình này đi qua nó sẽ nâng cái tầm
phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của tỉnh, của huyện. Đến giờ trên địa bàn xã là nhân dân đã cơ bản là gần 100% hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng cho dự án. Cùng thời điểm diễn ra lễ khởi công đường vành đai 4, công tác chi trả hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng ở Hưng Yên vẫn được tập trung cao độ, với quyết tâm đến ngày 30 tháng 6 giải phóng mặt bằng vượt tiến độ 75% theo nghị quyết của Chính phủ. Hiện những hộ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng đang tích cực di rời cây cối, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công dự án. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có thông cáo báo chí về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu như sau. Theo dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 có nội dung dự kiến lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Tuy nhiên, theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, năm thứ 3 của nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mở rộng đường trục trung tâm của thị xã Mỹ Hào giai đoạn 1, các địa phương có tuyến đường đi qua đã vận động người dân cho mượn đất để thi công. Cách làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tuyến đường kéo dài từ nút giao bến xe đến đường tỉnh 378 với diện tích cần thu hồi là 9,6 ha, trong đó phường Dị Sử có 30 hộ với gần 20.000 m², phường Nhân Hòa có 127 hộ, phường Phùng Chí Kiên có 33 hộ đều nhất trí cho mượn đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Để đạt được kết quả này, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng quê hương, mặt khác nêu cao tinh thần đi đầu của các đảng viên để lan tỏa, cùng với đó có mặt bằng đến đâu, yêu cầu thi công đến đó để khích lệ tinh thần người dân. Với số hộ chưa đồng thuận sẽ tiếp tục tuyên truyền, trường hợp cần thiết sẽ tiến hành hỗ trợ thi công. Đến nay, đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Theo thống kê, toàn huyện Văn Lâm có trên 1.200 vi phạm đất đai theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay đã có trên 1.000 vi phạm được giải tỏa, đạt 85% tổng số vi phạm cần xử lý. Trong đó đã giải tỏa được 76% trong tổng số 550 vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đối với vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đã giải tỏa được 69% trong tổng số 219 vi phạm. Ngoài xã Lương Tài giải tỏa được 100% vi phạm, một số địa phương đạt tỷ lệ cao là xã Lạc Hồng, Chỉ Đạo, Việt Hưng đều đạt 95%. Các địa phương đạt tỷ lệ thấp là xã Đại Đồng mới đạt 60%, xã Minh Hải đạt 69%. Địa phương có nhiều vi phạm nhất là thị trấn Nhu Quỳnh với trên 570 trường hợp đã giải tỏa được trên 80%. Thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong việc thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm, kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy định, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn địa điểm in sao để thi, nơi chứa bài thi, khu vực chấm thi, tổ chức rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi các thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong thi cử, tăng cường công tác kiểm tra an ninh, an toàn thông tin khu vực in sao để thi, phòng chấm thi, bảo đảm không có thiết bị có khả năng thu phát tín hiệu hoặc truyền đưa thông tin, kiểm soát chặt chẽ người và đồ vật khu vực in sao để thi, khu vực chấm thi, kiểm tra an toàn về phòng chống cháy nổ tại các điểm thi, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại các khu vực, địa điểm tổ chức các hoạt động của kỳ thi. Là thủ phủ của tỉnh, thành phố Hưng Yên đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ.
xác định phòng chống giặc lửa từ cơ sở là yếu tố then chốt có vai trò quyết định đến chất lượng hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, Công an thành phố Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp góp phần từng bước nâng cao ý thức người dân trên địa bàn về phòng cháy chữa cháy. Từng chứng kiến, nghe và xem trên phương tiện thông tin đại chúng nhiều vụ cháy thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí là tính mạng, hôm nay anh Hùng ở xã Hồng Nam cảm thấy an tâm hơn khi bản thân được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích tại lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố. Khi đến đây chúng tôi được học thêm kiến thức, các kỹ năng sử dụng các công cụ thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trong tháng 3 năm nay, trên địa bàn xã Hồng Nam xảy ra vụ cháy tại một gia đình bán ống nhựa, đồ điện nước, nên các hộ dân ở đây càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Như gia đình ông Long ở đội 2 thôn Lê Như Hổ, bán hàng tạp hóa và kinh doanh đồ ăn uống, nước giải khát, đã quyết định tham gia vào tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Thành lập hội liên gia là để trang bị cho các thành viên trong tổ kiến thức về phòng cháy chữa cháy, đoàn kết lại để xử lý những cái vụ việc khi có cháy sớm nhất để coi như là dập tắt được cho khu dân cư và mọi người được an toàn. Hiện thành phố Hưng Yên có gần 50 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 4 điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư. Mới đây, một điểm chữa cháy công cộng với các phương tiện như bình chữa cháy, xà beng, búa, kìm thủy lực đã được trang bị cho ngõ 19 đường Đỗ Nhân, phường Hiến Nam. Đây là ngõ nhỏ hẹp, có chiều dài lên tới hàng trăm mét, là nơi sinh sống và kinh doanh sản xuất của khoảng 20 hộ dân. Trong ngõ có những hộ làm nghề hàn xì, buôn bán giấy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Có được cái bình này là có thể dập tắt ngọn lửa ngay từ những phút đầu tiên và từ đấy sẽ không có cái hậu quả nghiêm trọng xảy ra nữa. Công an thành phố sẽ tuyên truyền và vận động đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 thì mỗi hộ gia đình sẽ trang bị cho mình một bình chữa cháy. Mỗi hộ có một thành viên được tập huấn những cái kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy. Tất cả các cái hộ gia đình có từ 2 tầng trở lên thì chúng tôi tuyên truyền vận động các hộ đó đều có lối thoát nạn thứ hai. Việc duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ tạo chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Tiếp theo chương trình thời sự xin được giới thiệu về nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử và kinh tế Nguyễn Xuân Tuấn, người sáng lập Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Chủ tịch Liên minh Kinh tế Quốc gia, tác giả của những cuốn sách Kẻ thù vô hình, Làm giàu muôn đời, Hậu Covid-19, chủ dự án chiến lược lâu dài, kế sách bền vững sống chung với Covid-19 đã dự đoán chính xác ngày đại dịch Covid-19 sẽ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào tháng 5 năm nay. Cách đây khoảng 1 năm rưỡi, ngày 12 tháng 12 năm 2021, trong buổi ra mắt cuốn sách Kẻ thù vô hình Covid-19, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn đã dự đoán đại dịch Covid-19 sẽ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Thật kỳ diệu. Đúng ngày 4 tháng 5 năm 2023, tại cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về Covid-19, Giám đốc WHO, ông Tedros đã chính thức tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Với tư cách là một người cầm bút cùng với anh Nguyễn Xuân Tuấn, quê Hưng Yên, thì tôi rất là trân trọng sức lao động của anh Nguyễn Xuân Tuấn. Và khi mà anh Nguyễn Xuân Tuấn cho rằng đại dịch đến cái thời gian vừa qua là chấm dứt, mà anh dự đoán đến chính xác từng ngày, thì đó là một trong những cái ấn tượng rất lớn của tôi với Nguyễn Xuân Tuấn. Và tôi cho rằng đây cũng là một cái mẫn cảm của nhà văn. Nhưng mẫn cảm để có được thì anh phải lao động, anh phải tư duy, và đặc biệt anh phải phân tích trên những cái nguồn dữ liệu mang tính khoa học. Thì với cái sự nắm bắt đó thì anh đưa ra cái nhận định là chính xác. Trao đổi với chúng tôi, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn cho biết, tại thời điểm tôi phát biểu, đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào năm 2023. Mọi người đều nghi ngờ sự tiên đoán này, vì đầu năm 2022, mọi thứ vẫn chưa được bình thường mới. Nhưng tôi vẫn khẳng định với tất cả mọi người rằng, đại dịch Covid-19 sẽ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu năm 2023. Bằng linh cảm, bằng kiến thức nghiên cứu về các nguyên lý khoa học, tôi vẫn khẳng định rằng là đại dịch Covid kết thúc vào năm 2023. Những cái nhiệt huyết và những cái cố gắng của tôi và những đồng nghiệp cùng nhau nghiên cứu về
sự phát triển kinh tế sau đại dịch và trước đại dịch, phải chăng cái công lao, những cái cố gắng đấy được thiên nhiên trả ơn hoặc một cái gì đấy mà không cắt nghĩa được. Xin được nói thêm, trong cuốn sách Kẻ thù vô hình COVID-19, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn đã dự đoán sẽ còn có những kẻ thù vô hình phi truyền thống khác trong tương lai và đã đưa ra những kế sách, chiến lược để con người sống chung với đại dịch. Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, quê ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, người con của quê hương Hưng Yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình.